Ai đó có hành động xấu với mình thì cái dây này rất là chắc chắn sẽ giữ lại cái túi của chúng ta, sẽ đảm bảo được sự an toàn. À, dạ Lân ơi, à, em thấy cái túi này nó nhỏ quá thì mình có đựng được nhiều đồ không anh? Túi này mà nhỏ hả? Túi này mà nhỏ hả em? Cho anh mượn cái thước. Kích thước của cái túi này là một cái túi rất là cân đối, vừa phải, không nhỏ mà không to, rất phù hợp cho tất cả những người đàn ông và để được nhiều đồ hơn những chiếc túi cùng kích thước mà kiểu khác. Chiều dài của chiếc túi này là 27 năm, chiều cao là 20 và chiều rộng bên hông ở phần đáy là 6. Wow, và đây có một cái phần cái quay xách xỏ tay để mà mình xỏ vào đây. Mình cầm đi như thế này cũng là một điểm nhấn. Còn khi mà chúng ta đi ở những nơi mà công cộng mà chúng ta muốn sự an toàn hoặc là tránh rơi rớt cái túi, vô tình mà làm cầm giục tay sẽ rớt cái túi xuống thì sẽ có cái dây này giữ lại. Và đặc biệt là an toàn khi mình đến những nơi mà mình cảm nhận được thiếu sự an toàn thì chúng ta sẽ có cái dây này xỏ vào tay và kẹp giữ như thế này. Để ghi nhớ lỡ mà ai đó có hành động xấu với mình thì cái dây này rất là chắc chắn sẽ giữ lại cái túi của chúng ta, sẽ đảm bảo được sự an toàn.